Bản tin Covid-19, Việt Nam ghi nhận 13.197 ca mắc nCoV trong ngày. Tín hiệu đáng mừng, số ca tử vong cả nước và thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu. Bệnh nhân Covid-19 xuất viện tăng cao. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Covid của kênh tin tức 24 giờ HD. Kính chúc quý vị có thông tin cần thiết khi trải nghiệm trên kênh của chúng tôi. Sau đây, mời quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi điểm qua tin nóng dưới đây. Thêm 271 ca tử vong trong ngày, số ca tử vong cả nước và thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu, 10.602 người công bố khỏi bệnh. Việt Nam ghi nhận 13.197 ca mắc Covid-19 với 7.255 trường hợp trong cộng đồng. Quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch Covid-19. Quận Thanh Xuân có thêm chùm lây nhiễm nCoV mới. Đồng Nai phát hiện ổ dịch mới tại trại giam B5. Cảnh báo, xuyên tâm liên, thần dược hỗ trợ điều trị, phòng chống Covid-19 là giả mạo. Tổng đài hỗ trợ y tế và thực phẩm cho cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, kính mời quý vị đến với phần điểm tin chi tiết. Thêm 271 ca tử vong trong ngày, số ca tử vong cả nước và thành phố Hồ Chí Minh giảm sâu, 10.602 người công bố khỏi bệnh. Kính thưa quý vị, về tình hình điều trị, trong ngày có 10.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 259.324 trường hợp. Về số ca tử vong, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, ghi nhận 271 ca tử vong, tại thành phố Hồ Chí Minh 197, Bình Dương 34, Đồng Nai 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Nghệ An 2, Hà Nội 1, An Giang 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đắk Lắk 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Trong các bệnh nhân đang điều trị, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.145, thở oxy dòng cao HFNC 1.238, thở máy không xâm lấn 176, thở máy xâm lấn 858, ECMO 26. Việt Nam ghi nhận 13.197 ca mắc COVID-19 với 7.255 trường hợp trong cộng đồng. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới với 11 người nhập cảnh và 13.186 trường hợp ghi nhận trong nước, 7.255 ca cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 5.963, Bình Dương 4.504, Đồng Nai 803, Long An 583, Tiền Giang 290, Kiên Giang 122, Đồng Tháp 102, Bình Phước 70, Nghệ An 66, Tây Ninh 62, Khánh Hòa 58, Bà Rịa Vũng Tàu 57, Quảng Bình 56, An Giang 51, Thanh Hóa 50, Hà Nội 48, Đà Nẵng 42, Cần Thơ 42, Bình Thuận 34, Đắk Lắk 34, Thừa Thiên Huế 25, Bình Định 20, Quảng Ngãi 19, Sóc Trăng 13, Cà Mau 11, Bạc Liêu 8, Bến Tre 8, Trà Vinh 7, Lạng Sơn 6, Phú Yên 6, Vĩnh Long 5, Quảng Nam 4, Đắk Nông 4, Bắc Ninh 3, Bắc Giang 3, Ninh Thuận 2, Nam Định 2, Hậu Giang 2 và Thái Bình 1. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 486.727 ca nhiễm, đứng thứ 55 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm.
Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 482.497 ca, trong đó có 256.550 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Quận đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch COVID-19. Kính thưa quý vị, ngày 2 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Đủ nhu yếu phẩm cho người dân đến 15 tháng 9. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận 7, Hoàng Minh Anh Tuấn khẳng định: thời gian qua, quận 7 đã kịp thời nắm bắt chỉ đạo của thành phố và trung ương, kịp thời đưa ra những chủ trương, quyết sách trong từng giai đoạn chống dịch. Nhờ bám sát thực tiễn và có giải pháp phù hợp nên việc chống dịch của quận đã đi đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm, đến nay cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Cụ thể, quận 7 đã khẩn trương khoanh vùng phong tỏa, thần tốc truy vết xét nghiệm để bóc tách F0, không có bệnh nền, không triệu chứng, không đủ điều kiện cách ly tại nhà, ra khỏi cộng đồng nhanh nhất, sàng lọc, kiểm soát để thu dung điều trị kịp thời, giảm tối đa trường hợp tử vong. Từ 23 tháng 8 đến nay, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên địa bàn quận giảm mạnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày, tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7, số 1, có từ 4 tới 5 ca tử vong, nay giảm xuống còn 2 ca một ngày. Đặc biệt, ngày 1 tháng 9 đã ghi nhận không có ca nào tử vong. Nhờ đoán trước những khó khăn chung của thành phố trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch, nên quận đã chủ động có những giải pháp chia lửa với thành phố. Tiêu biểu như đầu tháng 5 năm 2021, thành phố yêu cầu mỗi quận huyện có khoảng 200 giường cách ly, thì quận 7 đã chuẩn bị 33 cơ sở đủ năng lực để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 quận 7 số 1 với quy mô 600 giường bệnh. Trong đó có 150 giường cấp cứu, hình thành được mô hình điều trị 2 tầng. Dẫu vậy, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục giữ vững thành quả trong phòng chống dịch, quận phải tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh tiêm vaccine, hoàn tất mũi 1 và chuẩn bị mọi kế hoạch để tiêm mũi 2. Ngay sau hôm nay, chúng ta phải hoàn tất xét nghiệm PCR vùng xanh, vùng vàng và tiêm phủ vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quận. Đồng thời phấn đấu đến 15 tháng 9 phải đạt 15-20% người dân được tiêm vaccine mũi 2, hướng đến cuối tháng 9 hoàn tất tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh chỉ đạo. Cũng theo đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, bên cạnh công tác xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0, phủ vaccine trên địa bàn, thì nhiệm vụ quan trọng thứ hai của quận là không để người dân trên địa bàn thiếu thốn về lương thực, nhu yếu phẩm. Đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh ghi nhận sự nỗ lực của địa phương và sự chung tay của các mạnh thường quân đã chăm lo cho người dân trong suốt thời gian qua, đồng thời khẳng định quận có sẵn nguồn lương thực dồi dào, đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân đến ngày 6 tháng 9, thậm chí là 15 tháng 9. Quận Thanh Xuân có thêm chủng lây nhiễm nCoV mới. Kính thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trưa ngày 2 tháng 9, thành phố vừa ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, một người tại cộng đồng, 22 trường hợp đã cách ly, 3 ca nhiễm sống ở vùng phong tỏa. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV trong cộng đồng là chị H, 40 tuổi, trú tại Đại Mỗ, Nam Tử Liêm. Người này là công nhân may tại quận Hà Đông. Tối ngày 27 tháng 8, chị H xuất hiện triệu chứng của bệnh. Hai ngày sau, người này tự mua thuốc uống và khai báo tại trạm y tế, được xác định nhiễm nCoV ngày 2 tháng 9. Trong 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly, vùng phong tỏa, ổ dịch Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân ghi nhận 6 người nhiễm nCoV. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, ổ dịch này đã có tổng cộng 388 ca nhiễm trên địa bàn. Ngoài ra, Hà Nội cũng công bố thêm 4 trường hợp có địa chỉ ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, dương tính với nCoV. Họ là các thành viên trong gia đình và liên quan trường hợp DXN, gia đình bán hàng tại ngõ 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, được ghi nhận sáng nay. 15 người còn lại có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV đều là F1, độ tuổi từ 2 đến 83, trú tại các khu vực Đại Kim, Hoàng Mai, Văn Miếu, Thịnh Quang, Đống Đa, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Tam Hưng, Thanh Oai, Tam Hiệp, Ngũ Hiệp, Thanh Liệt, Thanh Trì, Khương Mai, Thanh Xuân và Khánh Hà, Thường Tín. Ngoài hai ổ dịch trên tại Thanh Xuân, Hà Nội thời gian qua cũng ghi nhận một số ổ dịch có diễn biến phức tạp như Văn Miếu từ 30 tháng 7 với 109 ca nhiễm,
Văn Chương từ 17 tháng 7 có 89 trường hợp, ngõ 24 Kim Đồng từ 24 tháng 8 với 46 người. Mới nhất, ổ dịch tại chợ Ngọc Hà và Tân Lập đều được phát hiện từ ngày 28 tháng 8 đến nay đã ghi nhận mỗi nơi 16 trường hợp dương tính với nCoV. Như vậy, từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, từ ngày 27 tháng 4, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 3.358 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Ca trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó. Đồng Nai phát hiện ổ dịch mới tại trại giam B5. Kính thưa quý vị, tính đến sáng ngày 2 tháng 9, Đồng Nai có 24.410 ca mắc COVID-19, 213 ca tử vong. Tỉnh ghi nhận thêm 822 ca mắc mới, hiện có 211 ca bệnh nặng, 38 ca nguy kịch. Tỉnh Đồng Nai còn 888 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đang chờ kết quả khẳng định bằng phương pháp RT-PCR. Ngành Y tế tỉnh Đồng Nai phát hiện ổ dịch mới tại trại giam B5, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, ghi nhận 21 phạm nhân mắc COVID-19. Ngoài ra, doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, phát hiện thêm ca mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương tiếp tục xét nghiệm diện rộng bổ sung, tổ chức phong tỏa hẹp theo quy mô ấp, khu phố, cụm dân cư đối với các ổ dịch cũ còn có ca mắc COVID-19 và các ổ dịch mới phát hiện. Đồng thời, tiếp tục tầm soát phát hiện sớm các ổ dịch tại các khu vực có nguy cơ như chợ, nhà trọ, cơ sở sản xuất nhỏ và các đối tượng có nguy cơ như nhân viên bán hàng, tài xế. Cảnh báo, xuyên tâm liên, thần dược hỗ trợ điều trị phòng chống COVID-19 là giả mạo. Kính thưa quý vị, An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, đang xuất hiện sản phẩm tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên. Trên hình hộp sản phẩm có ghi, sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Liên doanh Dược Mỹ phẩm Diamond Pháp, địa chỉ tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, phân phối bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hằng Thu Phạc Ma, địa chỉ tại số nhà 68, đường Lương Văn Can, khu AT, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Sản phẩm này quảng cáo có công dụng thần dược hỗ trợ điều trị phòng chống COVID-19, giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm, trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp. Cục An toàn thực phẩm khẳng định Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hằng Thu Phạc Ma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên tại cục. Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký 01DMP2021, cấp ngày 2 tháng 7 năm 2021, có dấu đỏ của Cục An toàn Thực phẩm là giả mạo. Cục An toàn Thực phẩm cho biết hiện cục đã chuyển thông tin trên đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để xác minh vụ việc. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo không có bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào chữa được COVID-19 hay kháng COVID-19. Không có bất kỳ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào được phép ghi công dụng, giảm bệnh, trị bệnh. Trên nhãn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn luôn phải ghi rõ, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cục An toàn Thực phẩm kêu gọi người tiêu dùng phát hiện sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ghi các công dụng trên thì đề nghị không mua, không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất. Khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn khám điều trị kịp thời. Cục khuyến cáo. Tổng đài hỗ trợ y tế và thực phẩm cho cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án Bệnh viện tại nhà vừa ra mắt tổng đài 1900-1277 hỗ trợ 2T với mục tiêu mang thực phẩm đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà cho cộng đồng. Đây là chương trình miễn phí được thực hiện bởi các y bác sĩ và mạnh thường quân nhằm tăng cường khả năng hỗ trợ, cứu chữa bệnh nhân COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tiếp tục gia tăng, thời gian giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều người rơi vào khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế lẫn lương thực thực phẩm thường ngày. Trước tình hình trên, ngày 2 tháng 9, dự án Bệnh viện tại nhà đã lập Tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà với đầu số 1900-1277. Tổng đài sẽ đồng hành hỗ trợ 2T cho cộng đồng là thực phẩm đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận gia. Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Giám đốc điều hành dự án Bệnh viện tại nhà cho biết, ngoài Tổng đài hỗ trợ vận chuyển cấp cứu và oxy miễn phí 028-7777-115
đã vận hành từ ngày 15 tháng 8. Tổng đài 1900-1277 được tăng cường để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân với đội ngũ nhân viên y tế và các y bác sĩ. Các bác sĩ sẽ hướng dẫn người dân đang nhiễm bệnh COVID-19 cách chăm sóc sức khỏe tại nhà, cách dùng thuốc đúng, kết hợp việc vận động, tăng cường dinh dưỡng, nâng cao sức đề kháng. Theo đó, mỗi bác sĩ phụ trách tư vấn từng ca bệnh suốt quá trình điều trị để tiện theo dõi diễn biến bệnh của bệnh nhân. Trong trường hợp trở nặng thì bác sĩ kết nối với bộ phận điều phối để điều động đội ngũ xung kích đưa bệnh nhân đến các bệnh viện sớm nhất, nhanh nhất chữa trị kịp thời. Thông qua tổng đài, nguồn thực phẩm cứu trợ cũng sẽ được các tình nguyện viên cấp phát cho những gia đình đang gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Mạnh Quân, đại diện hệ thống y tế Melatech, giám đốc chuyên môn dự án bệnh viện tại nhà, chia sẻ. Sau 3 tuần ra mắt, dự án bệnh viện tại nhà đã có sự tham gia của 250 y bác sĩ và tình nguyện viên đến từ 15 tỉnh thành. Các lực lượng tình nguyện đã hỗ trợ cho hơn 1.000 bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh và một số trường hợp ở Bình Dương, Đồng Nai. Tổng đài 1900-1277 được thực hiện với sự điều hành của dự án bệnh viện tại nhà do hệ thống y tế Melatech, quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam bảo trợ, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam, Foodbank Việt Nam, Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên cùng nhiều cá nhân, tổ chức uy tín có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối video này. Đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.